ơn thầy rất là nhiều. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hai đội văn nghệ của Sóng Hương và Sóng các cái chương trình, các cái tiết mục văn nghệ của các cái diễn viên nghiệp dư đã mang bầu nhiệt huyết cũng như là tinh thần yêu văn hóa văn nghệ đến cùng với buổi lễ hôm nay. Thì thay mặt ban tổ chức tôi xin kính mời hai vị đại diện của hai đội văn nghệ ra để ban tổ chức có một cái quà và tặng. Xin mời hai đội trưởng ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, các nghệ nhân mò đứng lên làm lễ chào cờ. Đây xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân Bùi Hy Vọng thay mặt ban tổ chức lên chủ trì phần tuyên bố lý do giới thiệu. Trân trọng kính mời. Kính thưa Bùi Văn Canh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy Lạc Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các vị quý nhân cùng các khách, thực hiện theo quyết định số 7629 thành về việc thành lập câu lạc bộ Mò Mường huyện Lạc Sơn ngày 16 tháng 10 năm 2019 và quyết định số 7683 về việc ban hành quy chế hoạt động câu lạc bộ Mò Mường huyện Lạc Sơn ngày 18 tháng 10 năm 2019. Dưới sự chỉ đạo của phòng văn hóa thể thao huyện Lạc Sơn được sự cho phép của các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân xã Lạc Sơn, hôm nay câu lạc bộ Mò Mường Lạc Sơn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ Mò Mường. Trong không khí vui mừng ngày hôm nay, có thể nói là từ khi Mò Mường có cùng chức vụ vào hang vụ mái đá làm vàng làm vành đón Lang Cung Cần ra làm Lang Cung Tân Mường, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, hôm nay những người làm công việc thầy co với nói chính thức có được một câu lạc bộ của mình và được cơ quan nhà nước chính thức ra quyết định cho thành lập. Cũng hàng nghìn năm qua, những người làm mo là những trí thức dân gian Mường, là điểm tựa tinh thần cho các cộng đồng Mường trong những lúc gian nan nhất của cuộc đời, của gia đình. Sự xuất hiện của thầy mo như một liều thuốc chấn an, một ngọn núi để nương tựa. Hôm nay đây chính thức có được công nhận có được câu lạc bộ của mình. Về dự và chung vui cùng với câu lạc bộ hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Canh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thiên Lượng, phó trưởng phòng nội vụ huyện Lạc Sơn. Ông Bùi Văn Tiến, phó trưởng hóa phòng dân tộc huyện Lạc Sơn. Bà Quách Thị Nga, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Lạc Sơn. Ông Nguyễn Đình Hòa, chuyên viên phòng văn hóa thể thao và du lịch của huyện Lạc Sơn. Ông Bùi Văn Kiên, ủy viên thường vụ mặt trận ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn. Thiếu tá Quách Văn Thắng, chỉ huy đội an ninh công an huyện Lạc Sơn. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Thanh Bình, cử nhân nhà nghiên cứu văn hóa, giám đốc bảo tàng di sản văn hóa. Trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Bùi Mặc Thuật, chủ tịch hội đồng hương ở hội đồng trưởng lão họ Bùi. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Hồng Bào là chủ nhiệm câu lạc bộ Mò Mường Lịch Giáo. Về phía xã Văn Sơn,
Ông Bùi và trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Sinh là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Văn Sơn, cùng Bí thư chi bộ Dưỡng Song Vân và một số các và toàn thể các cán bộ hội viên câu lạc bộ Hoa Vườn Lạc Sơn. Kính thưa quý vị, sự có mặt của quý vị là sự động viên lớn lao đối với câu lạc bộ. Thay mặt ban tổ chức và câu lạc bộ, xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn quan tâm đến các cái hoạt động của câu lạc bộ Hoa Vườn. Kính chúc các quý vị hội viên cũng như là kính chúc cho buổi lễ của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân mo Bùi Văn Mèo, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên thông qua kết quả đại hội lần thứ nhất câu lạc bộ mo Mường Lạc Sơn ngày 3 tháng 12 năm 2019. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Bùi Văn Tranh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn. Kính thưa toàn thể quý vị và toàn thể nghệ nhân mo Mường có mặt ngày hôm nay, chiều ngày 3 tháng 12 năm 2019, câu lạc bộ Hoa Mường Lạc Sơn đã họp đại hội toàn thể lần thứ nhất với sự tham gia dự của các hội viên câu lạc bộ. Đại hội đã được nghe các thông báo của các quy định của trên. Đại hội đã họp gồm các ông bà nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Ninh, chủ nhiệm câu lạc bộ, nghệ nhân yêu thú Bùi Văn Hồng, quy vọng phó chủ nhiệm câu lạc bộ, công tác đối ngoại, bà nghệ nhân mo Mường Bùi Văn Mèo, giữ chức phó chủ nhiệm phụ trách công tác. Đại hội đã nhất trí suy tôn ông Bùi Văn Nói, nguyên bí thư huyện Lạc Sơn, là chủ nhiệm câu lạc bộ. Đại hội đã thống nhất một số hoạt động trong trước và lâu dài của câu lạc bộ. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trên đây tôi vừa thông qua kết quả đại hội đảng bộ mo Mường Lạc Sơn. Trên kính chúc các ông lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn và các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, quan tâm nhiều hơn nữa đến công đảng bộ mo Mường Lạc Sơn. Mọi người và xin lắng nghe. Cảm ơn các vị. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Thế Lượng, phó trưởng phòng nội vụ huyện và trao quyết định thành lập câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kính thưa các vị đại biểu tham dự buổi lễ, thì được sự quan công của ban tổ chức buổi lễ, tôi xin được công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn về việc thành lập câu lạc bộ Hoa Mường huyện Lạc Sơn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn số 7.629, Lạc Sơn ngày 16 tháng 10 năm 2019, quyết định về việc thành lập câu lạc bộ Hoa Mường huyện Lạc Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật di sản văn hóa năm 2001, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009, căn cứ quy định số 98 ngày 21 tháng 9 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản
hóa, căn cứ chỉ thị số 08 ngày 20/1/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ kế hoạch số 33 ngày 9/5/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Lạc Sơn về việc thực hiện chỉ thị số 08 ngày 20/1/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ thông báo số 2025 ngày 24/12/2018 của Văn phòng tỉnh ủy thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy ngày 24/12/2018 xét đề nghị của trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Lạc Sơn tại tờ trình số 37 ngày 16/10/2019 quyết định điều 1 thành lập câu lạc bộ Mo Mường huyện Lạc Sơn gồm có các hội viên sau có danh sách kèm theo. Điều 2, câu lạc bộ Mo Mường huyện Lạc Sơn có nhiệm vụ tổ chức hoạt động theo quy chế điều lệ của câu lạc bộ và quy định của nhà nước. Điều 3, tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân huyện, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện, các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn Nguyễn Ngọc Tiệp đã ký. Sau đây là danh sách ban chủ nhiệm hội viên câu lạc bộ Mo Mường huyện Lạc Sơn kèm theo quyết định số 7629 ngày 16/10/2019 của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn gồm các ông sau: một ông Bùi Văn Minh, sống ở xã Văn Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ; hai ông Bùi Văn Bèo, xóm Mương, dưới xã Định Cư, phó chủ nhiệm câu lạc bộ; ba ông Bùi Huy Hoàng, xóm Cưng, xã Hương Đường, phó chủ nhiệm câu lạc bộ; bốn ông Bùi Văn Lượng, xóm Rồng, xã Thường Cốc, hội viên; năm ông Bùi Văn Hải, xóm Bầu, xã Thiên Hóa, hội viên; sáu ông Bùi Văn Tịnh, xóm Đá, Cái Yên, hội viên; bảy ông Bùi Văn Tùng, xóm Cải, xã Văn Sơn, hội viên; tám ông Bùi Văn Thương, xóm Bắc, xã Thống Hóa, hội viên; chín ông Bùi Văn Khoan, xóm Tre, xã Thiên Cốc, hội viên; mười ông Bùi Văn Dứt, xóm Đô, xã Định Cư, hội viên; 11 ông Bùi Văn Bài, xóm Bản, xã Định Cư, hội viên; 12 ông Bùi Văn Quý, xóm xã Hương Nhượng, hội viên; 13 ông Bùi Thế Ngưỡng, xóm Trung, xã Hương Nhượng, hội viên; 14 ông Bùi Văn Nhan, xóm Bên Trong, xã Chí Đạo, hội viên; 15 ông Bùi Văn Kiên, xóm Thái, xã Tự Do, hội viên; 16 ông Bùi Văn Sương, xóm Triềng, xã Liên Phú, hội viên; 17 ông Bùi Văn Hoan, xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, hội viên; 18 ông Bùi Văn Vịnh, xóm C, xã Ngọc Sơn, hội viên; 19 ông Bùi Văn Toàn, xóm Phú, xã Ngọc Sơn, hội viên; 20 ông Bùi Thanh Trợ, xóm Dọi, xã Quy Hòa, hội viên; 21 ông Bùi Văn Quỳnh, xóm Triềng, xã Phúc Tuy, hội viên; 22 ông Bùi Văn Dích, xóm Hằng Vát, xã Thường Cốc, hội viên. Ông Bùi Văn Đình, xóm Nà Ván, xã Việt Đồi, hội viên. Ông Bùi Văn Sùng, xóm Cù, xã Tuấn Đạo, hội viên. Ông Bùi Văn Khoa, xóm Trung, Hương Nhượng, hội viên. Ông Quách Văn Lực, xóm Răng, Văn Sơn, hội viên. Ông Bùi Văn Vinh, xóm Mật, Văn Sơn, hội viên. Ông Bùi Văn Bẩm, xóm Yên Kim, Yên Nghiệp, hội viên. Ông Bùi Văn Lương, xóm Rài, Tuấn Đạo, hội viên. Ông Bùi Văn Hùng, xóm Nại, Tân Mỹ, hội viên. Ông Bùi Văn Điền, xóm Đức, Tân Lộc, hội viên. Ông Bùi Văn Toàn, xóm Đảng, Kỹ Thiện, hội viên. Và ông Bùi Văn Bè, xóm Triềng, Tân Lộc, hội viên. Sau đây là ban tổ chức.